Xin chào các bạn, Thịnh đang có mặt ở tại thành phố Vinh của Nghệ An, bên một nhánh nhỏ của dòng sông Lam và núi Dũng Quyết. Xa xa thì nó là những cái dãy núi Hồng Lĩnh, tương truyền với 99 dãy núi. Và ở nơi đây là Thịnh đang có mặt ở một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là đền thờ ông Hoàng Mười, một địa điểm về tâm linh của người dân địa phương cũng như các vùng lân cận. Và đây là mình thấy các lễ vật người ta tiến cúng đến với ông Hoàng Mười. Và hôm nay thì đến đây có một cái buổi lễ cúng hầu đồng, mình sẽ quay vài phút để chia sẻ để các bạn cùng nhìn thấy cái buổi lễ cúng tại khu vực mộ của ông Hoàng Mười nằm tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Phía bên trong này, phía trước đó là mộ của ông Hoàng Mười, mình sẽ đi quay cho các bạn thấy. Đây là một vị có công lớn với vùng đất này, và sau khi mất đi được người dân lập đền thờ cúng và trở thành một vị thần. Đây là đền ông Hoàng Mười nha quý vị. Đây là một đoạn clip ngắn để giới thiệu quý vị về cái nét văn hóa khi mà hầu đồng ở tại vùng Bắc Bộ. Có dịp sẽ gặp và chia sẻ nhiều hơn cho quý vị.